Cái đấy là thằng đấy ống rộng nó đây này, nhưng ống rộng thằng này ống rộng, còn thằng bó bó quá đâu rộng sao đấy, 28 đấy, 28 chắc là được, mà màu nó giống cái này quá lỗi mà thằng kiểu này, nhưng mà cái này bị lỗi rồi, bị lỗi và bán rồi, nhưng mà bị lỗi từ cái màu này ấy, nhưng mà nó lại còn rất là màu sáng. Đẹp chị. Đẹp lắm. Ngày 6 bạn 6 lắm.
ấm bao tiền đấy chị? Tròn 500 cho nó tròn. Tròn thì đúng không được 1.000 nào đâu, gắn tay luôn. Tí lại về chị hay là hôm qua chị đi Phúc Yên lên tối hôm qua lên, tối hôm qua tối từ Phúc Yên xong vào đâu mới dọn là thẳng vào đây, đi xong mà đến tối hôm qua tắm bạc xong sẽ khóc lên xong rồi chắc là mai lạnh lắm bây giờ lạnh nói chung là cảnh đi chơi là lạnh rồi nhá. Nó lừa chúng tay. Bình ơi, cái đây cho mấy em. Thử áo đỏ nữa nhá. Chị bảo đẹp mà, cái đấy em mặc cái quần bò cặp cao đấy. Xinh luôn. Em thử đi. Đang cái thử, có cái thử. Có, mặc cả cái áo đấy thử luôn. Không, đây là dân dã mà. Dân dã thì chị em đây này. Chị đẹp mà, xinh lắm, xinh lắm. Mặc cái này nhìn nó trẻ xinh.
Ơ mẹ em đâu rồi? Này mẹ em đứng đây, không biết đi đâu rồi. Mẹ em mua bộ lắm. Mẹ đâu? Đang chờ nào bên kia. À mẹ đang xem bên bà Hương kìa. Đấy là cái quần giống như bà đang mặc ấy, nhưng mà màu khác thôi. Bà đi đường này. Vào đây. Cái này người giả chứ. Giống như quần bà đang mặc mà. Quần bà đang mặc định nó cũng mua này cháu mà. Bà đứng đây. Thử ở đây nữa. Mà quần này nó dễ mặc, nó cũng như quần bò đấy. Đi gần đây cho mình bông xanh nhé. Vừa mà vừa đẹp luôn. Giống như cái quần cô đang mặc đấy. Em có cái áo nào cho mẹ em mặc không? Là em áo len hay áo gì? Cho mẹ em mặc cái áo như này nhé. Cái này đấy đẹp mà nhỉ. Cái này mẹ thích áo này. Mẹ thích cổ. Cổ áo phao ấy chị, áo phao. Bà thích áo thế này này, bà thích cổ như thế này này. À, cô đấy áo này. Cái áo cổ bọc bóp cổ bà cô ơi. Cô ơi, không mua được cái. Mua màu đấy ạ. Lấy màu hồng cho cô mặc nè. Ờ, lấy cái đấy đi. Mua bà mua rồi, bà không mua nữa, bà chỉ có lấy áo màu thì lấy thôi. Mặc có mua thôi. Chị mặc áo hoa đây này. Ờ, đẹp. Bà mặc áo này là hợp. Áo đẹp cháu đấy. Đấy, bà thích cái áo đấy hay áo này? Cái màu xanh kia đi. Đấy, áo đấy áo của khách cũng đẹp. Bọt có. Bà có một quần lót áo con gì không? Có một tiền đấy chưa gì em? Em bé một cái váy. Cái quần này. Đây để lấy cho bà này. 8 với 8 là bao nhiêu? 6. Thank you.
Mày.
ốc nhờ cũng ngon. Đây là ốc nhờ nha.
thế. Này đánh cầu lông này. Tí nghịch quá. Còn như tốt đấy. Lưu có ở nhà không? Lưu mới biết rồi. Nào.
ơn nhé. Em về nhá. Yeah.
Oh.